Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tình tiết mới nhất của bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Trạm Cứu Hộ Trái Tim lộ sạn tai hại, Hồng Diễm bị kêu gọi để cứu phim. Hồng Diễm cứu nguy cho Trạm Cứu Hộ Trái Tim khi lộ sạn ngay thời điểm cao trào. Trạm Cứu Hộ Trái Tim tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả bởi nhiều tình tiết hấp dẫn. Đáng chú ý, trong tập 26 của bộ phim lên sóng tối qua, nhân vật Ngân Hà do Hồng Diễm thủ vai cuối cùng cũng lộ bụng bầu sau thời gian dài phát hiện chuyện mang thai. Trong phân cảnh Ngân Hà mặc đồ ở nhà, cô lộ rõ bụng to. Ở cảnh quay Ngân Hà chuẩn bị ra tòa để dự phiên xử vụ án của ông Trường, Ngân Hà cũng xoa bụng và nói chuyện với em bé. Trang phục của nữ diễn viên trong phim cũng đã thiên về những kiểu dáng suông rộng phù hợp với người mang bầu. Tuy nhiên khán giả lại chỉ ra tình tiết rất vô lý, đó là việc Hồng Diễm vẫn diện giày cao gót chót vót trong phim. Đặc biệt trong phân cảnh Ngân Hà đi khám thai ở bệnh viện, nữ chính còn đi hẳn một đôi giày gót nhọn cao lênh khênh. Theo người xem, Ngân Hà nhiều năm mới có bầu, cô còn rất trân trọng đứa trẻ này và coi đó là một món quà trong đời, cho nên việc phải cẩn trọng bảo vệ thai nhi là chuyện đương nhiên. Hơn nữa chỉ đi khám thai mà phải đi một đôi giày như thế, đi cắt quát thì quả thật có hơi quá. Chính vì vậy chi tiết này vô tình trở thành hạt sẵn tai hại lớn của bộ phim. Bên cạnh đó, diễn biến tâm lý của nhân vật Ngân Hà do Hồng Diễm thủ vai lại đang dần lấy lại sự đồng cảm của khán giả. Nhiều người cho rằng việc Ngân Hà nâng tay với Nghĩa cũng có phần hiểu được, có thể do Nghĩa là bố của đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng cô, cũng có thể do Ngân Hà vẫn còn sự kính nể với mẹ chồng cũ. Chính vì vậy, vai diễn của Hồng Diễm đang dần lấy lại tình cảm của khán giả sau thời gian dài bị chê nhu nhược và vô dụng.